Yo, hello, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, Tiểu Tử Bá Đạo, mọi người nha. Chào anh em game poker, xin mời Tiểu Tử Bá Đạo bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc và video cho anh em xem video và like share theo kênh Nút Khuyến Phạm xin nhiều ạ. Rồi, và việc luôn anh em cho lóng ạ, bắt đầu luôn. Ok, lên vàng nào. Giờ hôm nay nên được nhìn hai rồi. Hôm nay đen quá các bạn, đi không được nhiều. Ngày thứ ba anh em ngày ba sale mới. Thì bác Miu vừa lấy thấy check lên vượt map cuối rồi. Tôi đang map cuối anh em nhưng mà tình hình nó có một số vấn đề nên là chưa qua được các bạn. Tình hình là như vậy. Huấn luyện nào. Ok, cho anh là 14 luôn anh em. 15 được không? 15 thiếu ít hả? Thiếu nhiều không biết. Nhà chắc đủ rồi anh em, nhà chắc là đủ rồi. Ok, cho anh là 15 luôn các bạn. Rồi ok các bạn. 413k lực chiến, hiện tại PR top 24 các bạn nha. Càng đét luôn ạ. Bao Miu bây giờ bao mấy trăm rồi. Miu, anh Miu nạp tiền nên hiện tại là chắc chắn là lực chiến nó phải cao hơn tôi rất là nhiều. Ủa? Sao? What? Cũng hơi lạ nhưng bây giờ mục tiêu là 5 anh em. Giờ cố gắng cày level vào 5 năm để vào lấy cháu Mewtwo hết giáp. Chẳng lấy Mewtwo hết giáp anh em. Một lần chơi thử Mewtwo hết giáp. Định lấy tem bay nhưng mà anh em bảo là chơi Mewtwo hết giáp nhiều quá nên tôi sẽ lấy về. Nếu về thay cháu Raikou anh em. Dựa cháu này chơi đi luôn tem siêu. Ok. Tình hình là như vậy các bạn, hiện tại thì cũng chưa lên được nhiều. Tôi cứ đi cày ra anh em nhá. Ok các bạn. Bắt đầu. Đột phá anh em cấp 55. Nó nằm ở cái gì nhỉ? Tôi chẳng nhớ nhỉ. Lâu lắm rồi chơi nhỉ, không nhớ lắm nó nằm ở cái gì. Nói chung đợt này đua chậm quá. Nãy người khách kim cương bạn, nói chung là kiểu tôi hay bị tiêu lỡ tay ấy. Mấy thằng em đua cùng kêu anh đua kiểu này mấy nữa thì thôi anh chắc anh lại thọt rồi, anh cứ cày kiểu này thì chết thôi. Chẳng biết nói gì các bạn, thật sự chịu luôn á. Thôi thọt được chiến rồi anh em, nhìn quả này là thấy rồi. Ok, tình hình là đột phá level 55. 55 có gì không? 55 thêm tính năng gì à? Con đường huấn luyện à, đúng mới nhớ anh em, hôm nay tôi quên chưa mở con đường huấn luyện các bạn. Tụ thiếu một tổng nữa ngon rồi. Tôi hôm nay cho HP lên trước vậy anh em. Hôm nay cho HP lên trước vậy các bạn. Ok đùa. Ok à. Lên nào. Vô. Không cho lên tím nữa, không cho lên cam nữa anh em. Mấy cái đầu này nâng nó khó khăn nhờ. 130 mấy đó, thiên phố không điểm không? Có đi. Vô đài. Ok. Ok các bạn. Khảm vô. Vậy đi nốt được cái của chưa anh em, để xem là đi nốt được chưa. Xong ra nhận mưu túi xe giáp nhé. Đêm nay nghe chừng bắt đầu mới nhiều cái để chơi đây anh em. Ok các bạn, đêm nay nghe chừng có nhiều cái để chơi nhưng mà hiện tại đang thiếu kim cương các bạn, không có kim cương để mà chuyển qua. Ok thua rồi. Ok tôi đi lấy quà đây anh em. What the lame các bạn, sẽ chưa đạt yêu cầu nhờ. 5 năm rồi chắc lại qua ngày mai mới nhận được à. Cú thế nhờ. Đùa thè cú nha. Never để lên rò nem mà không được nhận các bạn. Cú thế nhờ. Nào đi trả nhiệm vụ anh em. Thôi đi đi phá đảo vậy. Tranh thủ cày phá ai vậy anh em. À giờ thêm tính năng tiến cấp à. Rồi thì đây. Khảm à. À rồi ok các bạn khảm. Khảm anh em. Ok. Vô. Hết các bạn. Tăng cấp phụ kiện. Mở này vào 5 năm thì check xem có đồ nào mang không đây anh em, từ từ. Phụ kiện này. Ram crit áo này. Áo này anh em này.
Thêm đồ đồ này, anh em này mở thêm ít xem nào. Mở thêm ít đồ nữa vào mang, các bạn biết đâu có cái nào mang được sao. Giày dép này có cái nào không? Giày toàn 59 à? À ừ, giày phải 59 các bạn, đúng rồi. Giày phải 59 anh em. Có thêm được mấy cáo thôi, có mang được cáo nào thì mang thôi. Nó có cái mấy cáo rồi, anh em mang được cái nào thì mang thôi. Ok bạn tăng cấp nào. Ok vô anh em. 600 vàng à. Càng đét đấy nhờ. 438k các bạn. 17. Lại trên băng mưu. Lanh quanh hai anh em cứ bám đuôi nhau các bạn. Câu 18, 19 cứ rủ nhau đứng đều nhỉ. Anh em rủ nhau nhau đứng đều thế. Tôi nào xem là vượt còn mẹ ấy. Anh em xem có đi nốt rồi không? Có qua được bác không anh em? Toàn quá, tình hình cái toàn quá anh em. Nếu tu thiết giáp thì không cho nhận các bạn. Bắt đơn được không? Giờ cho quả bắt đơn anh em. Này bắt tổng, ui thốn rồi, lại thốn rồi. Lại thốn rồi anh em, đó, vừa nói xong các bạn. Vừa nói xong luôn ạ. Lại thốn rồi. Ôi giời ơi, toang luôn ạ. Không có cái hồi máu nào, mình cũng đau anh em. Không có cái hồi máu nào luôn ạ, đúng đời luôn ạ. Đúng đời luôn rồi không ạ. Không được cái hồi máu nào, thề. Rồi, qua màn rồi. Tiếp tục nào. Ulti đây nào. Tung kinh điện anh em. Căng cái nhờ. Úi giời. Ờ tôi thấy chữ toang rồi anh em. Mình là nhìn thấy chữ toang rồi anh em. May quá. Thế này thì win rồi, đúng. Đã qua màn. Ok anh em. Cố gắng các bạn. Cay nhỉ, nó chưa cho nhận bét anh em. Cay nha, chưa cho nhận bét. Trong như với tu thiết giáp này nó có hiện êm. Zykora này. Tung kinh điện. Rồi, thấy chưa. Khả năng phá map anh em. Khả năng phá map rồi. Kinh nữa. Ây da, đau ấy. Đau đấy bạn ơi. Bạn ơi đau ấy. Bài màu. Ôi giời ơi, mấy cháu rồng này à. Lại là mấy cháu rồng, ôi ngon anh em, lượm. Ok anh em, phá đảo rồi. Phá đảo rồi anh em. Quả này phá đảo trăm trăm rồi. Ok anh em nha. Đấy. Hôm nay thì chắc chắn là phá đảo rồi. Phá đảo chuẩn bị kim cương anh em, đợi mình thu thiết giáp về rồi truyền cũng được. Ok, nào. Kết thúc chuỗi hành trình này anh em. Nếu có kết thúc chuỗi hành trình được hay không đây. Cũng đau đấy. Cũng đau đấy bạn ơi. Bạn ơi, 5k7. 1 kill. Trời ơi, lại đau rồi bạn, lại đau rồi. Quay cái dây nè. Bắt ngay dây phát anh em. Trời ơi. Cũng toàn đấy. Cũng toàn đấy. Toàn đấy, win. Ok, lượm anh em, lượm lúa anh em. Phá đảo. Phá đảo anh em, sáng giờ tôi cũng chẳng cày được, sáng giờ nói chung mấy bữa nay tôi nói anh em rồi, công việc nó cứ lưa thưa thì tôi cũng cứ bận rộn thế thôi anh em. Đấy thì nay chính thức phá đảo anh em. Ây da. Quên. Lộn anh em, tung nhầm kim đấy, quả tim nửa thì đẹp hơn.
tung quá cái nửa thì đẹp hơn anh em. Băng này. Ping win. Tiếp tục bụng lên. Những cái màn cuối này cũng dễ vượt thì phải anh em. Tôi nhớ màn cuối này như là nó cũng dễ vượt, không nên nó khó quá đâu. Cái màn cuối này là nghe chừng là cũng dễ vượt anh em, không nên khó lắm đâu. Bật cho này coi. Chốt hạ bay màu. Rồi ok các bạn. Ui lại quên không ulti rồi. Lại tiếc rẻ ulti rồi anh em. Chù. Thế này thì mình win rồi bạn ơi. Ok. Mình win rồi bạn ơi. Ok anh em. Trời ơi ngon lành. Tiếp tục. Đó. Qua anh em. Lượm qua. Ui giời ơi ngon lành các bạn. Chưa pull nữa, từ từ anh em về trả nhiệm vụ. Đấy, thế là xong, hoàn tất ngày hôm nay anh em. Nhiệm vụ chúng ta ok, tí đánh lại mấy cái map lên 4 sao nữa là ngon thôi, lượm quà thôi anh em, chả gì cả. Đấy, tình hình là như vậy. Nó nhận bet thì nó chưa cho nhận anh em. Đấy thì cũng tính là nhận bet các kiểu nhưng nó chưa cho. Tí làm nốt tinh anh nữa, phải tinh anh anh em mới ngon được. Hiện tại lực chiến đây anh em 438k. Đó thì không biết anh em thế nào rồi. Đấy, ngày hôm nay đùa tốt với băng mưu đây anh em. Tình hình hai anh em là cứ thằng trên thằng dưới anh em cứ bám nhau suốt ngày thôi, vui thật, thú vị thật sự anh em, cũng thú vị. Ok hết rồi đấy anh em, hết này hết rồi đấy. Thế tôi kết thúc chặng hành trình bên này rồi anh em. Kết thúc ngày 3. Video kết thúc đây luôn nhá. Hẹn anh em một theo giờ thì bye bye nha.